Trong thời đại vũ khí công nghệ cao, cũng tương tự Nga, Ukraine vẫn đồng thời duy trì các đội bắn tỉa với hiệu suất chiến đấu cao, chuyên nhắm bắn mục tiêu giá trị. Dưới đây là câu chuyện về đội xạ thủ Hồn Ma của quân đội Ukraine hoạt động ở vùng rìa Bakhmut. Ở ngoại ô thành phố Bakhmut, Artemov, một đội bắn tỉa sát thủ của Ukraine bí mật di chuyển qua rừng và cánh đồng để hạ các mục tiêu Nga. Chỉ huy của đơn vị này sử dụng hô hiệu, cách gọi nội bộ dùng trong liên lạc là Hồn Ma, nói với phóng viên của Business Insider, mọi thứ chẳng như trong phim ảnh Mỹ, chuyên lãng mạn hóa công việc của xạ thủ bắn tỉa theo kiểu bóng bẩy, hào hoa. Chúng tôi làm việc 24 tiếng mỗi ngày, bất kể ngày đêm. Không có kỳ nghỉ cuối tuần. Bạn hoàn toàn kiệt sức, nước bị vắt kiệt khỏi cơ thể. Quay về sau một phi vụ, bạn hoàn toàn rã rời. Hồn Ma đeo khẩu trang để che giấu danh tính. Khi nói chuyện với phóng viên Business Insider gần Bakhmut qua cuộc gọi video, đơn vị này mang tên các Hồn Ma của Bakhmut dựa theo hô hiệu của chỉ huy. Đội chuyên săn các mục tiêu có giá trị cao. Vũ khí chính và các tố chất của đội xạ thủ Ukraine. Hồn Ma cho biết, chúng tôi được tung tới các điểm nóng nhất. Hễ khi nào có kế hoạch tiến công hoặc phản công, nhiệm vụ của chúng tôi là đến trước và làm sạch địa bàn. Họ tiến tới mặt trận bằng xe thiết giáp hạng nhẹ Humvee trước khi lặng lẽ đi bộ để tiếp cận mục tiêu. Các phát bắn được ghi lại theo phương thức điện tử, thông qua ống ngắm gắn trên súng trường bắn tỉa. Đội này tiếp tục quan sát mục tiêu trong 3 đến 5 tiếng đồng hồ sau mỗi đòn hạ sắc để bảo đảm mục tiêu đã thực sự tử vong. Hồn Ma nói rằng toàn bộ nhiệm vụ của họ đều khó quên và rất nguy hiểm. Ông ta cho hay, khó khăn nhất là khi phải đương đầu với mục tiêu, cũng là một tay súng bắn tỉa. Nhiệm vụ khi ấy là đi săn chính thợ săn. Theo Hồn Ma, đội của ông ta thực hiện xạ kích ở cự ly ít nhất là khoảng 70 mét. Mục tiêu mới nhất bị hạ ở vị trí cách họ 2,5 km. Vũ khí chính của nhóm là khẩu Barrett M107A1 của Mỹ. Họ cũng sử dụng khẩu Barrett MAD và một số súng trường khác của Ukraine, bao gồm khẩu UAA-10 và khẩu Sniper Alligator. Đội Hồn Ma Bakhmut nằm trong một đơn vị lớn hơn là Lữ đoàn Tổng thống Độc lập của Ukraine. Hồn Ma không tiết lộ số lượng thành viên trong đơn vị của mình, nhưng có các chỉ dấu cho thấy có thể có khoảng vài chục tay súng như vậy. Đơn vị này trải qua huấn luyện chuyên sâu trong 10 tháng trước khi tới Bakhmut, Artemov vào tháng 2 năm 2023, nơi họ tác chiến cho tới thời điểm hiện tại. Theo Hồn Ma, khả năng bắn súng tốt là kỹ năng sống còn, nhưng công việc của họ còn bao gồm những thứ khác bên cạnh việc xạ kích. Viên đội trưởng chia sẻ, chỉ có 10% hoạt động huấn luyện tập trung vào cách bắn, còn 90% là tập trung vào học cách sinh tồn. Bạn học cách tính toán, bạn phải làm toán, học cách ngụy trang bản thân, học về môi trường. Bạn có thể bắn xuất sắc nhưng nếu không biết cách sinh tồn, thì việc bắn tốt không còn giá trị. Hồn Ma tự tay lựa chọn các thành viên trong đơn vị. Các tố chất cần có, bền bỉ, tập trung, ổn định tâm lý và yêu nước. Tuyệt đối tự lực cánh sinh, độc lập tác chiến. Hồn Ma cho biết, đơn vị của ông ta chưa bị tổn thất một thành viên nào tính đến lúc này. Tuy nhiên, ông và một tay súng khác đã bị thương trong chiến đấu. Một lần nọ ở Bakhmut, một quả mìn phát nổ cạnh Hồn Ma, các mảnh mìn găm vào chân ông ta, buộc ông ta phải nằm viện 12 ngày. Viên chỉ huy tiết lộ bí quyết thành công là phải tự lực và đoàn kết thống nhất, toàn đội hành động như một khối. Theo Hồn Ma, đơn vị này có tài xế riêng, thợ sửa xe riêng, cái gì họ cần làm thì họ sẽ tự làm hết, không dựa vào bất cứ ai khác ngoài đơn vị. Hồn Ma cho rằng đây có lẽ là yếu tố giúp họ sống sót cùng nhau đến lúc này. Đội của Hồn Ma vẫn hoạt động quanh Bakhmut, nơi từng diễn ra những trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga kiểm soát được thành phố này vào tháng 5, và thành phố vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga cho tới nay. Trong các tháng gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh hoạt động tấn công quanh thành phố Bakhmut, Artemov trong khuôn khổ chiến dịch phản công để tái chiếm các lãnh thổ do Nga chiếm. Đội trưởng Hồn Ma cho biết, chiến sự hiện đã chuyển từ tác chiến đô thị bên trong thành phố ra các cánh đồng ở khu vực xung quanh. Mỗi loại hình tác chiến đều có những khó khăn riêng, theo viên chỉ huy Ukraine. Trong tác chiến đô thị, bạn được các bức tường bảo vệ, nhưng lại hứng chịu các đợt oanh tạc bằng tên lửa và phải thay đổi vị trí cứ mỗi 10 đến 15 phút. Còn trên cánh đồng, trò chơi lại khác. Các xạ thủ bắn tỉa phải ngụy trang rất kỹ và có thể phải nằm im một chỗ, chờ đợi trong suốt 16 tiếng đồng hồ. Hoạt động này đòi hỏi cao cả về thể chất và thần kinh. Những người lính này đối mặt nguy hiểm thường trực do tác chiến trong tầm đạn pháo của Nga. Mặc dù tỏ ra tự tin như vậy, Hồn Ma nhấn mạnh rằng họ vẫn là người, vẫn biết sợ như bao người khác. Ông ta tâm sự, chừng nào chúng tôi còn sợ, thì chúng tôi còn giống với con người. Hễ khi nào ai đó đánh mất nỗi sợ, đó chính là khởi điểm của sự kết thúc. Đội của Hồn Ma có nuôi một chú chó Husky tên là Lola để giúp họ tránh bị trầm cảm. Hồn Ma được Mỹ, Anh, Canada và Litva huấn luyện bắn tỉa vào năm 2016. Thời đó, ông ta thường được biết đến với biệt danh Casper, tên của một nhân vật, con ma, nhỏ tuổi trong phim hoạt hình Mỹ. Theo VOV, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.